Xin chào bạn, tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô và mua bán phụ tùng ô tô. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về ô tô, sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh YouTube của tôi hoặc vào group thợ sửa ô tô, link tôi đã để phần mô tả. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn toàn bộ cái mặt này gọi là đèn led. Thì đèn led này nó là dạng đèn ba khoang. Thì tất cả hôm nay tôi sẽ có 4 mẫu. Thì đây tôi sẽ mở từng mẫu một để cho các bạn xem. Đây là cái ngắn nhất. Với những cái dạng đèn led như này thì là toàn bộ là đều chịu được nước hết. Nó như cái đèn led này, nó là 6 bóng ở giữa và nó có tất cả là 6 bóng ở hai bên cạnh, tức là hai bên mỗi bên ba bóng. Cái đèn này thì nó có chế độ tức là loại này nó có một loại là đèn vàng để gọi là phá sương ở hai bên, ở giữa nó vẫn là màu trắng và nó còn có cả chế độ xi đường. Loại này là rất là phù hợp lắp cho những dạng xe đầu vuông, ví dụ như là xe mà hay dùng để đi phượt ấy, đi họp ấy. Đấy. Hoặc là có thể là những cái xe dòng xe mà hay dân độ, người ta sẽ độ lên. Cái thứ hai, tức là cái dài hơn. Đây là cái loại đèn này, nó có ba khoang mà mỗi một khoang nó có sao nào 2, 4, 6, 8, 10, 12 mắt, tức là ba khoang mỗi khoang 12 mắt, tức là mình nhân lên thành 36 mắt, 36 mắt mà mình nhân đôi lên thành 72 mắt. Tức là cái đèn này rất là phù hợp lắp ở dưới dạng tầm thấp, tức là mình lắp cũng là để cho tránh, bởi vì là lắp đèn led là mình làm sao mà lắp tránh được cho nó đỡ bị phản chiếu, tức là đèn led nó rất là sáng, nó gây bức xúc với người đi tham gia giao thông của mình. Đây là loại 30 phân nhé. Tiếp theo là loại thứ ba. Đây, cái loại này thì nhìn là rất là bắt mắt này. Toàn bộ là nó cũng dạng ba khoang nhưng mà hai khoang hai bên là khoang ngắn, còn khoang ở giữa này nó tạo nhiều những cái mắt này là dạng như là mắt mình gọi là mắt mắt gai mít. Đây tôi thử đo xem chiều dài con này là bao nhiêu. Cái này là 58 phân. Loại 58 phân. Cái đèn này thì rất là phù hợp lắp ở trước ga lăng của những cái xe dạng là gọi mình gọi là SUV đấy, như dòng Ford bán tải hoặc là xe BT50 đấy, Mazda BT50. Và những cái loại xe mà có giá lóc bên trên ấy, lắp loại này rất phù hợp. Đấy, cái loại này thì nó cũng giống cái loại dài 58 phân nhưng mà kích thước thì nó khác, nhưng nó dài hơn. Còn đâu là toàn bộ nó làm đều giống nhau. Thì cái này thì mình cũng phù hợp lắp cho những cái dòng xe gầm cao. Gầm thấp cũng được, mình lắp ở tầm dưới thôi. Nhưng mà cũng xe dòng bán tải là lắp phù hợp nhất. Kể cả loại này bởi vì nó là điện nó từ 12-24V. Mình có thể lắp được sang cả những dạng như xe khách hoặc là xe tải là đều lắp được hết. 72 bóng mà nó còn hai hàng bóng bên cạnh. Đây cái loại này thì nó là 65 phân hoặc là 65 cm, nếu mà trong miền Nam gọi là 6,5 tấc. Bây giờ tôi sẽ đem đèn này đi test thực tế để cho các bạn biết được cái độ sáng của từng loại đèn. Bây giờ tôi sẽ test các loại led trắng cho các bạn xem từ ngắn đến dài. Trước tiên là tôi sẽ test cái đèn 6 mắt, tức là 12 mắt, 6 mắt ở giữa và 6 mắt bên cạnh, tức là mỗi một cạnh thêm 3 mắt nữa. Đây là cái đèn này nó có cái chế độ tức là cả xin đường và sáng cả hai bên nhé. Bây giờ tôi sẽ bật chế độ xin đường. Đây là sáng hai bên này. Đấy, còn một cái chế độ xin đường nữa. Đấy. Sáng này, sáng hai bên này. Nháy xin đường này. Với cái chế độ này mà mình đi đường ấy, mà mình xin đường là rất là tiện.
Sau tôi sẽ đổi sang cái đèn 72 bóng, nhưng mà loại ngắn 30 phân, trên 30 phân một chút. Đấy, đây là cái 30 phân 72 bóng. Phù hợp cho những cái xe 4 chỗ gầm thấp mà đời cũ, trợ sáng rất tốt. Đấy, hoặc là mình có thể là lắp cho những cái xe SUV, những cái xe muốn độ đi ọp ấy, leo đồi leo núi. Đây là độ sáng một cái thôi, nếu mà hai cái thì là độ sáng rất tốt. Sau đây tôi sẽ test cái 58 phân. 58 phân này nó có hai khoang ở bên cạnh này. Đồng thời con này có bao nhiêu bóng nhỉ? 60 bóng ở giữa. Có hai pha bên cạnh này, hai pha này, nhưng mà mỗi pha nó có hai hàng. Mỗi hàng là 12 bóng. Bên này ở khúc giữa này, tức là có 60 bóng. Tôi sẽ test cái độ sáng của cái đèn 58 phân này. Con này là nó dài gần gấp đôi con 30 phân vừa nãy. Thì là cái ánh sáng của nó có cái điểm tụ ở giữa này, nó dọi đường cho mình đi này. Đây tôi thử độ xa này. Cái tầm xa của con này cũng phải được 6-70 mét đấy. Giật tít được kìa. Nhìn ra tận ngoài ngõ được kìa. Sau đây tôi sẽ chuyển sang cái pha mà 65 phân. 65 phân mà cũng có hai chóa hai bên này. Và đồng thời ở hàng ở giữa này là nó là 72 bóng. Nó cái hàng ở giữa này là nó tạo cho cái độ ánh sáng nó tụ, nó trụm lại ở giữa. Ở độ sáng như con này cũng tụ ở giữa. Con này nó dài hơn 5 phân, nhưng độ sáng của nó tốt hơn. Với những cái dòng ngắn, cái loại này nó sẽ phù hợp lắp cho những cái xe SUV ấy, hoặc những xe gầm cao. Nếu mà những xe mà có giá lắp ấy, thì mình lắp rất tốt. Tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô và mua bán một thùng ô tô. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về ô tô, sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh YouTube của tôi hoặc vào group thợ sửa ô tô, link tôi để ở phần mô tả.